Limosa. Xin chào các bạn, lại là Limosa đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá máy lạnh Aqua, một sản phẩm đầy hứa hẹn kết hợp giữa công nghệ Nhật Bản. Hãy cùng Limosa bắt đầu thôi nào. Đầu tiên, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua một số tính năng nổi bật của dòng máy lạnh Aqua. 1. Thiết kế hiện đại và bền bỉ. Đầu tiên, ưu điểm nổi bật của Aqua là thiết kế hiện đại và bền bỉ. Máy lạnh Aqua không chỉ đơn giản là một thiết bị làm mát. Nó là một tác phẩm nghệ thuật với thiết kế hiện đại và độc đáo, nổi bật ngay từ cái nhìn đầu tiên với thiết kế hiện đại và tinh tế. Được chế tạo với độ tỉ mỉ, đường nét khỏe khoắn tạo nên một chiếc máy lạnh đẹp mắt. Nó không chỉ làm mát không gian, mà còn nâng cấp mọi không gian lên một tầm cao mới phù hợp với mọi góc cạnh trong gia đình bạn. Máy lạnh này cũng dễ dàng bảo trì hơn nhờ công nghệ được quyền, giúp chống ăn mòn và kéo dài tuổi thọ của sản phẩm. Điều này đồng nghĩa với việc bạn sẽ có một máy lạnh sử dụng lâu dài và bền bỉ. 2. Công nghệ Aqua Press tự động làm sạch. Một trong những điểm mạnh của máy lạnh Aqua là công nghệ Aqua Press tự động làm sạch. Với 3 bước tự động làm sạch dàn lạnh đá băng và cuốn trôi, tự động làm khô dàn lạnh, máy lạnh Aqua giúp bạn tránh xa khỏi vi khuẩn, bụi bẩn và nấm mốc gây mùi đến 99,9%. Điều này mang tới bầu không khí trong lành và sạch khuẩn cho không gian của bạn, đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian vệ sinh máy lạnh. Một tính năng nổi trội khác là tiết kiệm điện cực đại. Một tính năng đáng khen ngợi khác của máy lạnh Aqua là công nghệ PID Inverter. Điều này giúp máy lạnh tiết kiệm lên đến 63% điện năng tiêu thụ hàng tháng của hộ gia đình khi sử dụng. Việc này không chỉ giúp giảm hóa đơn điện mà còn là một đóng góp tích cực cho môi trường. Tính năng nổi trội thứ ba là luồng gió thổi 3D cho không gian sạch sẽ và thoải mái. Máy lạnh Aqua sử dụng công nghệ luồng gió thổi 3D giúp làm lạnh nhanh, đồng đều và an toàn cho sức khỏe. Khi bạn nhấn nút theo Engine Remote, máy lạnh sẽ điều chỉnh cánh quạt sao để tránh khí lạnh thổi trực tiếp vào người, mang lại cảm giác thoải mái hơn. Tính năng đặc biệt cuối cùng là Nano Aqua và Eco Balance. Máy lạnh Aqua không chỉ giúp làm lạnh không gian mà còn quan tâm đến làn da của bạn. Tính năng Nano Aqua giúp giữ ẩm da và lọc sạch không khí, tránh làm khô sần da trong điều kiện sử dụng máy lạnh thường xuyên. Eco Pilot là một tính năng thông minh cảm biến, tự động điều chỉnh nhiệt độ và luồng gió sao cho phù hợp, tiết kiệm điện và mang lại cảm giác thoải mái. Điều này giúp bạn tận hưởng không gian mát mẻ mà không cần lo lắng về tăng hóa đơn điện. Bên cạnh đó, máy lạnh Aqua còn có một số ưu điểm khác như hãng Aqua sản xuất nhiều mẫu máy lạnh với chất lượng ổn định và nhiều tính năng tiện dụng. Điểm mạnh của hãng này nằm ở việc cung cấp nhiều lựa chọn với giá cả hợp lý, phù hợp cho gia đình. Ngoài khả năng làm lạnh, một số máy lạnh Aqua còn tích hợp tính năng hút ẩm và làm mát bằng ion, giúp cải thiện không khí trong phòng một cách hiệu quả. Thiết kế của các sản phẩm Aqua thường trang nhã và lịch sự, phù hợp với nhiều không gian nội thất khác nhau. Tuy máy lạnh Aqua có nhiều ưu điểm nổi bật, nhưng cũng không tránh khỏi nhược điểm sau. Một số người dùng đã ghi nhận về tiếng ồn đáng kể khi máy lạnh hoạt động. Điều này có thể là một vấn đề đáng xem xét, đặc biệt trong những không gian yên tĩnh. Sản phẩm của Aqua hiện chỉ có sản phẩm điều hòa 2 chiều, chưa đa dạng để bạn lựa chọn dựa theo nhu cầu cụ thể của mình. Khả năng lọc không khí cũng còn phải cải thiện hơn để đáp ứng nhu cầu khắt khe của người dùng về chất lượng không khí trong phòng. Nếu còn nhiều thắc mắc với máy lạnh Aqua, bạn có thể liên hệ dễ dàng với 3 cách để được hướng dẫn và hỗ trợ được tốt nhất nhé. Cách 1. Truy cập website https://limosa.vn. Cách 2. Gọi ngay tổng đài 1900-2276. Cách 3. Liên hệ fanpage Limosa. Các bạn có thể truy cập vào link fanpage ở ngay dưới phần mô tả nhé. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể tham khảo những video khác của Limosa. Bạn có thể kích vào đường link dưới phần mô tả nhé. Hãy theo dõi Limosa để biết thêm nhiều thông tin bổ ích. Nếu bạn vẫn còn thắc mắc nào, hãy để lại câu hỏi dưới phần bình luận. Limosa sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc mà bạn đang gặp phải trong tức khắc. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.